Nếu để hỏi đâu là tựa game nổi tiếng nhất mạng xã hội 2020 thì chắc chắn rất nhiều ông cùng ý tưởng với tôi là Among Us. Thế nhưng không phải ai cũng biết được tựa game này đã từng ế chỏng chơ khi mới ra mắt, rồi nhờ cơ hội bất ngờ đã bùng sáng nhưng không duy trì được sức hút và cuối cùng chả còn ai chơi. Là càng chẳng ai ngờ được rằng 3 năm sau, một tựa game được sinh ra không những lối chơi, phong cách, đồ họa đến số phận cũng y chang khiến người ta phải sợn gáy. Thế thì tựa game đấy là gì đấy? Ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện những sự trùng hợp đến lạ kỳ giữa Among Us và Google đất anh em nhã. Còn bây giờ, ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Về Among Us, có lẽ đã quá nổi tiếng để phải giới thiệu. Thậm chí là game cực hay đã có một video kể riêng về quá trình từ game này. Từ ngôi sao hàng đầu đã bị giết một cách không thương tiếc như thế nào. Nên tôi xin phép là không nhắc lại nữa anh em nhã. Về phần nhân vật chính ngày hôm nay, cũng giống như người đàn anh của mình Among Us, Google đất là một trò chơi thuộc thể loại suy luận xã hội social deduction game, được phát hành bởi Gaggle Studio dưới dạng Early Access vào tháng 4/2021 và bản chính thức 6 tháng sau đó. Được mọi người ví von là Among đất, Google đất đơn giản lấy toàn bộ lối chơi của Among Us với một cốt truyện hài hước làm nền cho chủ đề ngỗng với sết vịt. Trò chơi lấy cho mình bối cảnh bên ngoài không gian vũ trụ, ở đó người chơi đóng vai hai phe ngỗng và vịt. Phe ngỗng có mục tiêu là tìm ra và loại bỏ tất cả vịt bằng cách bỏ phiếu tại các cuộc thảo luận trong lúc phải hoàn thành nhiệm vụ xung quanh bản đồ để chiến thắng. Ngược lại, đối vịt, người chơi phải tìm cách tra trộn vào phe ngỗng để phá hoại và tiêu diệt hết ngỗng. Nói tới đây, hắn em cũng nhận ra, game này chắc chắn là học tập từ Among Us, nếu không muốn nói là lấy luôn game của người ta về, thay ạc rồi kêu là game của mình. Khoan đó bạn ơi, khác với việc copy thuần túy, bản thân ngỗng ngỗng vịt có những điểm khá nổi bật so với phiên bản gốc. Đấy là Google đất có chất lượng hình ảnh khá tệ và nhân vật cũng chỉ đáng yêu chứ không ưa nhìn. Điểm khác biệt của tựa game này nằm ở chỗ số lượng người chơi của nó là lớn hơn, đến tận 16 người thay vì chỉ 10 người ở Among Us có thể cùng chơi với hệ thống voice chat riêng kèm trong game. Đặc biệt nhất có thể kể đến là mỗi kẻ giết ngỗng đều có một bộ kỹ năng riêng biệt không hề giống nhau. Ngoài ra, Google đất cũng có thêm một số chế độ đặc biệt như trốn tìm, tìm diệt ngỗng khá mới lạ. Dù bị gọi là game nhái, tuy nhiên Google đất đã từng được đánh giá là rất tích cực trên Steam khi đang trong giai đoạn thử nghiệm sớm, hoàn toàn miễn phí do lối chơi mới lạ của mình. Một lối chơi ngáo hơn và có chút khác biệt so với Among Us. Từ game mà tại thời điểm đó dần dần nhàm chán và đi xuống. Tuy nhiên, 6 tháng trôi qua kể từ đợt Early Access đầu tiên, Google đất không hề đạt được kết quả tốt như mong đợi. Theo dữ kiện từ Steam chart, vào thời điểm này thì nó chỉ có số lượng người chơi mỗi ngày dao động trong khoảng vài nghìn người và đã mốc cao nhất là 21.000 người vào tháng 2/2022. Một con số khiêm tốn nếu muốn so với người đàn anh của mình là Among Us. Hẳn các bạn còn nhớ rằng trong video ai đã giết chết Among Us, tôi đã kể rằng vào thời điểm ra mắt, tựa game của Inner Slot đã gặp phải những tình trạng tương tự như này. Cả năm trời quanh quẩn chỉ có vài trăm người chơi mà thôi. Và các bạn đoán xem, Google đất cũng có số phận y chang như thế. Với lượt người chơi cùng lúc rơi vào con số là vài nghìn, nhưng cũng giống với Among Us, Google đất sau một năm giả chết bất ngờ ngẩng cái đầu dậy. Nó thành công leo lên top 3 được chơi nhiều nhất trên Steam và chính thức vượt mặt Among Us với đỉnh cao là 700.000 người chơi cùng lúc. Thế thì chuyện quái gì đang diễn ra đấy? Trong sự thành công một cách đầy bất ngờ này của Google đất, công đầu tiên thuộc về ca sĩ. Cụ thể hơn là vào tháng 11/2022, giữa lúc game chỉ có vài nghìn người chơi mà thôi, thì Vi, tên thật là Kim Tae Hyun, chồng trong tưởng tượng của con em gái tôi, thành viên của nhóm nhạc K-pop 10 tỷ fan, mặc dù trên thế giới có mỗi 9 tỷ người, BTS, bắt đầu phát livestream trải nghiệm Google đất cho người hâm mộ của mình xem thông qua ứng dụng xã hội và nền tảng web dành cho người lớn nhằm dành cho fan K-pop là Weverse. Và gần như ngay lập tức, Google đất nhanh chóng trở thành một cú hích cực kỳ lớn với mức tăng từ khoảng 6.000 người chơi cùng lúc, tức là cái đỉnh điểm vào tháng 11, lên 414.000 người chơi cùng lúc. Chỉ một tháng sau đó, có nghĩa là tăng gần 69 lần. Tôi nhấn mạnh là 69 lần. Và con số này không phải là do tôi bịa đâu anh em nhã. Các bạn không tin thì lấy máy tính ra bấm xem. Và cho đến lúc này, hình như có gì đó quen quen ở đây thì phải. À, y chang là Among Us. Từ game Among Us cũng được nổi tiếng ngẫu nhiên như vậy khi được một streamer triệu view Soda Bubbin chơi thử, rồi từ đó trở lại từ cõi chết. Sau khi được Kim Tae Hyun chơi, Google đất có cho mình một lượng fan cực kỳ đông đảo khu vực châu Á, với hai quốc gia nổi bật nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc. Hàng loạt các streamer lớn nhỏ cũng bắt đầu quan tâm và tham gia làm content về tựa game này. Từ đó tạo ra hiệu ứng domino, khiến tựa game này càng ngày càng nổi tiếng và đi xa hơn trong cộng đồng người chơi. Trên Twitch, trò chơi hiện đang thu hút một lượng khán giả khá khiêm tốn, với chỉ vài trăm người xem tại thời điểm tôi làm video. Thay vào đó, khán giả tập trung vào những nền tảng stream khác như Weverse hay Bilibili. Còn nhớ, vào đợt bùng phát Covid, tức là năm 2020, Among Us đã thành công trong việc trở thành phương tiện kết nối cộng đồng. Tuy cách ly do Covid giờ đã là dĩ vãng rồi, nhưng trùng hợp thay, vẫn còn một đất nước áp dụng chính sách Zero Covid. Đấy là người anh em thiện lành của chúng ta, Trung Quốc. Và thật bất ngờ, Google đất may mắn hưởng lợi từ việc này.
Nên nhớ rằng một phần lớn người chơi từ game này đến từ châu Á, chính xác hơn là Trung Quốc. Có thể nói, lịch sử lặp lại lần thứ hai, và cha đẻ của Google đất chỉ chờ có thế. Đi lên nhờ đồ là vậy, thế nhưng game mà không hay thì chắc chắn ma chơi. Và trong trường hợp này, phải kể đến khả năng học hỏi rất tốt từ đội ngũ của Google Studio, khi họ bê y nguyên những đặc điểm được chứng minh đồ hấp dẫn từ Among Us về làm lại cho từ game của mình. Nổi bật như thiết kế gameplay đơn giản và thân thiện với bất kỳ người chơi nào, dù là các bé mới nhú hay già trâu kỳ cụ cũng sẽ rất nhanh thích nghi được với nó. Điều thứ hai chính là tính giải trí và kết nối cộng đồng. Bản thân Google Duck là một trò chơi online nhiều người chơi, thế nên việc trò chơi vừa đáp ứng được nhu cầu giải trí cho một nhóm bạn ở xa, vừa đáp ứng được nhu cầu kết thêm bạn sẽ khiến nó được lan truyền dễ dàng hơn. Nhờ việc theo đuổi phong cách đồ họa 2D nên cái cấu hình đề nghị trò chơi này còn nhẹ hơn tôi trong con mắt của Crush. Từ game này có thể chơi được trên PC, điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể tham gia chơi nó. Google Duck không đơn thuần chỉ là một bản sao chép từ Among Us. Đầu tiên, so với người đi trước thì đứa em có nhiều chế độ khác nhau hơn, cụ thể là 6 so với 2. Điều này nghe có vẻ hơi đi ngược với mục tiêu thiết kế gameplay đơn giản như kể trên, khi nó không thân thiện gì mấy với người chơi mới. Tuy nhiên, về lâu dài thì nó là khắc phục một điểm yếu đã khiến Among Us chết, đó chính là thiếu sự đa dạng trong gameplay. Thứ hai, bên cạnh các chế độ phong phú, bản đồ trong Google Earth cũng được thiết kế phức tạp và có sức ảnh hưởng tới lối chơi, khiến việc chiến thắng trở nên thử thách. Ví dụ, nếu bạn chơi một map có cấu trúc nhỏ như là Black Swan hoặc là Mother Goose thì phe ngỗng sẽ có lợi thế trong việc tìm xác cũng như report. Còn ngược lại, phe vịt bị hạn chế không gian hoạt động do đi đâu cũng thấy người, dẫn tới việc phe vịt khó chơi hơn rất nhiều so với những map lớn. Thứ ba, đó là sự khác nhau về vai trò, hay còn gọi là role của từng người chơi. So với Crewmate và Imposter, tiêu chuẩn của Among Us, cái con game gia cầm này có tận 18 loại vai trò khác nhau, chứ không phải chỉ có ngỗng và vịt. Đơn cử, những role buộc bạn phải chiến thắng những người chơi khác bằng cách thực hiện những nhiệm vụ kỳ lạ. Chẳng hạn như Vulture, bạn phải ăn xác chim chết thì mới thắng. Hoặc Dodo thì bạn phải buộc người khác bỏ phiếu cho mình. Điều này làm cho trò chơi này trở nên thú vị hơn rất nhiều, vì bạn không biết nên tin tưởng vào ai để bỏ phiếu. Ngay cả khi họ nghi ngờ thì bạn cũng đâu dám bỏ phiếu, biết đâu nó là chán đời thì sao. Và với đặc điểm đó, nó giúp con game này có giá trị chơi lại lâu dài hơn, thay vì chỉ lanh quanh giết hoặc bị vote như trong Among Us. Cuối cùng, chính là nhịp độ chơi có phần chậm hơn. Có những lúc, một game đấu của Among Us diễn ra nhanh đến mức bạn có thể bỏ phiếu loại bất kỳ ai chỉ bằng cách ném từ sách lên nào họ ở buổi meeting mà không cần một bằng chứng nào cụ thể cả. Do đó, để khắc phục điểm yếu này, ngoài việc có nhiều vai trò hơn như tôi đề cập ở trên, thì Google Duck còn mở rộng số lượng người chơi tham gia vào một trận đấu và tốc độ hoàn thành nhiệm vụ cũng chậm hơn rất nhiều. Từ đó, giúp kéo dài trận đấu để người chơi có thể dễ dàng tận hưởng trải nghiệm làm Sherlock Holmes nhiều hơn. Tạm gác lại những lý do làm đến sự thành công của Google Duck so với Among Us, anh em có nhận ra giữa hai tựa game này có rất nhiều điểm trùng hợp với nhau hay không? Đầu tiên, phải kể đến việc cả hai chơi này khi ra mắt đều có số lượng người chơi lèo tèo 4 con số. Thế nhưng, đội ngũ phát triển của chúng vẫn cố gắng duy trì server, cập nhật những tính năng mới trong suốt nhiều tháng trước khi một sự việc xảy ra đã đưa chúng lên đầu chuỗi thức ăn. Tiếp theo, chúng đã được kéo về từ cửa tử bởi một người nổi tiếng nào đấy. Thực tế thì trong quá khứ, từng có một trường hợp nữa là tựa game Flappy Bird cũng được cộng đồng chú ý rất nhiều sau khi một streamer nổi tiếng là PewDiePie chơi nó, nên có thể nói việc này là không hiếm có gì. Thế nhưng, khác với Flappy Bird, một game offline chơi một mình cũng không ảnh hưởng gì tới ai cả, thì Google Duck và Among Us đều thuộc thể loại online multiplayer, nên việc lượng người chơi tăng đột biến đã khiến server của họ chịu áp lực khá lớn, dẫn tới sập server. Ở Among Us thì vấn đề này là một điểm khá chí mạng trong quá trình đi xuống của nó, khi tình trạng người chơi ngắt kết nối khỏi trận đấu do quá tải diễn ra rất thường xuyên. Còn ở Google Duck thì tình trạng của họ cũng chả khả quan hơn là bao nhiêu, bởi vì ở bài đăng vào ngày 2 tháng 1, đội ngũ của Google Studio thừa nhận rằng lượng người chơi tăng thêm 250.000 người vốn đã quá lớn so với khả năng ban đầu, và họ đang làm việc để tăng công suất nhanh nhất có thể nhằm cải thiện tình trạng trên. Ngoài ra, như một hệ quả tất yếu, bất kỳ tựa game nào khi nổi tiếng đều thu hút được không ít pháp sư Trung Hoa. Những người vào tựa game này đóng vai chim giả nhưng bay nhảy như chim thật, giết người như ngoé, cũng tạo không ít khó khăn cho đội ngũ phát triển game. Nhất là khi tựa game này miễn phí, nên nếu bị ban vì hack cheat, bạn chỉ cần lập mục đích mới và yêu lại từ đầu. Thậm chí, chính hãng phát triển vào ngày 9 tháng 1, 2023 đã xác nhận người bị hacker tấn công, khiến máy chủ phải đóng lại để bảo trì khẩn cấp. Quá trình hình thành và thành công đều có rất nhiều điểm trùng hợp như vậy. Nhưng chuyện này không phải dấu hiệu tốt cho Google Duck, vì nếu bạn để ý thì chính những khó khăn nó gặp cũng là con dao đã giết chết ở Among Us. Rút kinh nghiệm từ người đàn anh, những phương án nhanh chóng được đưa ra giúp vấn đề xoay con server được khắc phục, từ đó hoạt động bình thường sau 2 tháng quá tải và bị tấn công bởi hacker. Ngoài ra, số lượng người chơi lớn đến từ Trung Quốc nên Google Studio cũng tiết lộ là họ đang tìm kiếm đối tác phát hành tại Trung Quốc trong một bài đăng của trưởng nhóm thiết kế trò chơi và QA Herbert. Điều này đã làm rộ lên tin đồn rằng việc tựa game này bị Tencent mua bản quyền rồi đem đi phát hành, đến nỗi Google Studio phải thông báo trên Steam rằng họ không bao giờ rời bỏ Steam.
Và vừa rồi là câu chuyện game lấy cảm hứng từ Among Us, cuối cùng bị chính cái mệnh của đàn anh mình ám và trải qua những thăng trầm y hệt như thế. Tuy hiện tại vẫn còn rất nhiều thử thách phải vượt qua, thế nhưng với sự cải tiến hấp dẫn trong lối chơi cũng như động thái rút kinh nghiệm từ cái chết của người đi trước, gu đất hoàn toàn sáng cửa hơn để tiến lên chinh phục cái gầu mỏ mới nếu làm đủ tốt. Còn nếu không, chúng ta lại có thêm một video stun. Còn Among Us thì thôi, không cần phải nói, đang nằm ngay ngắn và đi vào ngôi đền trong lòng người hâm mộ. Và đến đây thì video này nó cũng hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và giá trị thì đừng quên like, share, cũng như đăng ký kênh Game Vực Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hữu Dân Mình, xin chào và hẹn gặp lại. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse.